ngủ của anh nè, kêu thợ tới rửa máy lạnh, che cái tivi có gì che đó, hôm nay cái gắt quá không có kiếm, không có ra cái gì ta, cái bao hay là cái miếng đậy á, không có che lung trên xé cái bọc che tivi lại. Đại đi anh. Anh là rửa này làm nghề này bao lâu rồi anh ha? Dạ làm lâu rồi chị ấy. Em mới ở lên Sài Gòn làm có năm. Mới lên Sài Gòn là vậy là anh người ở quê hả? Đúng. À, quê mình ở đâu? Cần Thơ. Là. Cần Thơ. Giáp ranh với quê em đây. Biết đâu không? Nghe nghe giọng em biết đâu không? Hậu Giang Sóc Trăng. Hậu Giang Sóc Trăng không phải, em Vĩnh Long. Hồi trước em cũng gọi dịch vụ mình rửa một lần rồi. Cái cục nóng này mà mình phải rửa như cứ nửa năm mình rửa máy lạnh lần để thôi nó nóng bụi cái nó hao điện mà nó không mát, mà nó mau hư cái máy lạnh nữa. Mình không rửa, mình không có để ý là mốt cái cục nóng nó rơ, nó kêu. Bữa nay ngày thứ bảy tôi với đó con nó vẽ gì người ta trồng cái máy lạnh rồi để một chút rửa cho nó không có bị văng, trồng cái tivi lại không có đồ trồng cái kiếm cái gì miễn có cái gì trồng lại cho nó dính là được, cho nó đừng có dính văng những cái tia nước là được. Cái thùng của anh đây, cái thau nước để hướng nước sạch. Một lần rửa vậy là 180.000, nhưng mà tùy theo loại máy lạnh nha, chứ không phải cái nào cũng 180.000. Phải không anh? Dạ, thì ngựa chưa? À, như một ngựa, hai ngựa, ngựa gửi thì giá khác. Cái máy giặt của em làm hẳn nguyên một cái nhà như nè đó, để cho mưa đừng có tạt vô ướt cái máy giặt. Đây là ban công của nhà em, đây là cái hiên nhà nè, thì em lấy cái nào lo dọn giờ lấy đó, cái nào cũng được á, anh muốn lấy cái nào anh lấy đi. À, nó lau giò. Em nghe anh nói lau giò là em biết là ở miền Tây à, lau giò. Ở miền Tây thì lau giò, còn ở chỗ khác thì lau chân. Đây cứ bằng máy may. Vệ sinh nó lạnh xong rồi nó mát à. Tại vì nó bụi nó đóng vô đó, mở nó không có mát gì trơn. Mà bán tháng này nóng muốn chết luôn vậy. Thấy à, tháng 2, tháng 3 nè, không có máy lạnh này ngủ đâu được, nóng lắm. Nhà hay thuê dịch vụ rửa máy lạnh cổ điện máy xanh nha cả nhà. Mình chỉ cần tới trung tâm điện máy xanh, cái mình hỏi nhân viên ở đó xin số điện thoại, mình gọi. À, là xịt nước vô trong đó luôn hả anh? Đúng rồi. Có cái túi, cái nước đó, nó truyền xuống với cái dây nè. Nước à, đó, nước à, đó, trời ơi, cái máy lạnh. nó sạch tới nỗi mà cái nước nó đục luôn. À, cái đường ống này thì nước truyền lên để rửa. Đây là cái lo kèo kéo của em. Buồn buồn hai chồng mở cao kê lên hát. Hồi mới mua rồi ham hát, chứ giờ mua về xong rồi để có khi mấy tháng cũng chưa hát nữa. Hồi đó ham, nhưng mà cái lo này hát hay lắm. Cái lo này hồi đó cũng mua ở điện máy xanh luôn nè mọi người.
Ngày hồi đó mua 8 triệu mấy á, cũng được, cũng hay lắm. Tổng vệ sinh sạch sẽ, cái máy lạnh là rẻ trong người. Mình rửa cái máy lạnh là nửa tiếng không anh? Dạ, cả nửa tiếng 1 phút. Chỉ tầm khoảng nửa tiếng. Máy lạnh nhà Ngân là một nửa. Máy lạnh của Ngân là máy lạnh một nửa. Mà đó cũng tính mua nửa rưỡi rồi. Lượng theo căn phòng mẫu của mình mua, chứ mua ví dụ mua lớn quá cái nó lạnh, nó phí điện. Mua vừa vừa thôi, theo tùy theo cái phòng của mình. Che cái tivi bằng cái đồ dậm chân kìa mọi người. Tại nãy quýnh quán hết trơn à, cái kiếm đồ che tivi không ra. Lấy đại luôn, có gì che nó, che đó. Mà này là Ngân giặt sạch rồi nha. Anh xã Ngân có, bữa nay có nhà mà ngồi canh xe dùm cho anh này rồi. Xe để ở phía trước, chứ để không có người canh nó mất xe. Rồi làm ngày không có nhiều tiền nên chiếc xe cái nặng đồ. Cái này mình lãnh lương tháng, mình lãnh ăn phần trăm ta, mình ăn chia. Hai thứ luôn nha. Mình cũng đừng ngại không có dơ gì phòng mình ta. Người ta tới người ta có đủ đồ nghề hết trơn. Để than xịn luôn. Rửa cái máy lạnh của nhà Ngân là một nửa, là giá 180 ngàn. Ví dụ như mình có bổ sung thêm ga, yoga, vô thêm, đồ thêm vô nữa thì mà cái giá tiền nó sẽ khác nữa. Cái bàn máy may gia đình 10 năm cho Ngân á, thì dì của ông xã Ngân á cho Ngân cho lâu rồi. Cái bàn máy máy may xịn nha, bằng máy may rồi đó. 10 năm đó là hàng này của Nhật á, xài ngon lắm. Để sửa may đồ gì đó, ví dụ như cắt lai, lên lai, sửa cái gì giặt giặt chút của mấy cái đồ quần áo của xui với của ông xã đồ. Có bằng máy may thì may nó tiện. Dạ, lấy đi, lấy thoải mái đi. Ở trên này có làm cái đường ống nước xuống rồi đặng mình để máy giặt á. Mình để trên lầu mình giặt, mình phơi ở đây luôn, tiện. Tiện chứ không, có cái căn em phơi sẵn lấy xài. Căn đó là để lau á, lau. Máy 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 giặt á, hả? Thì em có cái căn mà được rửa mắt. À. Ví dụ như mình cũng phải chuẩn bị đúng không? Đúng rồi. Mấy miếng lưới này mình chưa có kịp kêu thợ tới rửa máy lạnh thì mình gỡ xuống mình rửa cũng được, mình tự rửa cũng được nữa. Bụi nó bám cái miếng lưới này cũng dữ lắm luôn á. Rửa nó cũng mát, cũng đỡ, giống như cái máy quạt mình vậy đó. Bụi nó bám vòng miếng lưới này mà. Có vợ chưa anh? Hả? Có vợ hả? Có vợ, có ghẹ chưa, có vợ? Cái ghẹ là có người yêu á. Ở quê kia là có ghẹ. Quê em cũng vậy á. Nhiêu tuổi anh? Dạ, 22 tuổi. 22 tuổi hả? Nhỏ hơn mình tới 16 tuổi là. Vậy là xong cái này tới phần cục nóng không? Rửa xong rồi lao. Cái máy lạnh này hồi đó Ngân mua 12 triệu rồi mọi người. Và cái giá cao nhất rồi đó. Hình như cái loại này một ngựa là cái giá tầm đó. Mà cái giá cao á, nghe nói là cao nhất hay sao đó, mình cũng không nhớ chính xác nữa. Mà như vậy á, của Daikin của Nhật. Hiệu Daikin. Thường máy lạnh người ta hay chuộng cái hiệu này, xài bền, ít hao điện, loại tiết kiệm điện, tận tâm vệ sinh máy lạnh, có tận tâm, không hài lòng, không tính tiền, chết chà.
kiểu này có ai nói người ta hài lòng, người ta thử người ta nói không hài lòng rồi sao? Người lúc đó tính sao? Xù luôn. Ôi mát nha, mát rồi rồi nha. Anh khởi động máy rồi nè. Cái miếng này là bỏ hả? Em đâu có biết rồi bỏ rồi nó hay sao, mình mua cái mới hay sao? Cái này không có gì trang, bình thường nó đi cản gió. Năm một năm đầu á thì nó còn mùi cho mình, bây giờ hết mùi. Mùi máy lạnh đó hả? Mùi mới phải không? Bây giờ hết mùi rồi. À, nhưng nó cũ quá mình bỏ phải không? Rồi, mua sắp thơm rồi kia để nữa. À, vậy nó không quan trọng, thôi bỏ đi. Phơi một xào đồ, lúc nào cũng có đồ chứ, không lúc nào cũng có chứ. Giặt mẻ này xong cái bắt đầu cuốn vô giặt mẻ khác. Mình xuống đây nước non quá có sao không ta? Mang dép vô mình, có cần không? Em bước xuống đây nè. Cái ý là điện á, có sợ điện không? Nó dẫn điện hay gì, cái nhảy disco ở đây luôn. Trời ơi, móc qua trời quá đâu. Kéo vô. Anh đùa đại anh, đùa đồ vô đại lên. Trời ơi, quá trời. Cộng dây hả? Cộng dây dẫn nước hả? Nước cái nước mà rỉ của máy lạnh đó. Cái đó là nó cần mua cái mới không anh? Cái này mốt chị mua, kêu chồng chị mua cùng mua cái ống bình minh á. Nhưng mà anh có biết hai đâu. Giờ cần mua thôi, em kêu anh chạy mua. Bây giờ nó gì hơn lần sau mà xài. Hả? Nó một rồi nè cả nhà. Vậy em kêu anh chạy đi, chị sát bên đây nè, sát đụng nhựa đây nè. Cũng được, mua. Anh đưa em cái mẫu đi. Nè. Sát tiệm đồ nhựa nè. Sát tiệm đồ nhựa luôn hả? Ừ. Ra ngoài chợ có hết. Mày mua mấy mét để cho anh biết mua luôn. 3 mét. 3 mét ha. Lượm được chưa? Lượm mấy đó anh thải xuống đó. Có ai thì hả? Con chào ai? Con có quen không mà cũng đưa tay con chào. Ừ, cô đứng trên lầu mà con có quen không mà đưa cái lấy tay con chào hả? Có quen không? Con chào con. Con có quen không? Chào con gái. Chào. Ơi. Hai ông cháu đi chơi kìa. Chào con gái. Chào con. Chào con. Ừ, đi chơi hả con? Không biết ai lạ quen gì hết, thấy là chào thôi. Hai ông cháu vậy dẫn nhau đi chơi. Cái này thì không có cần phải có cái đồ trùm hứng này, ở này nằm ở ngoài ban công á, người ta xịt thẳng luôn, xịt đai luôn nha mọi người. Nó văng như nó văng mà gì không có sợ vô trong phòng của mình, không có sợ văng vô đồ như này kia. Nó nước xuống rồi. Giờ vô đám này nó nằm ở ngoài thì bụi bặm nữa. Nóng nào cũng để ngoài. Ồ, xịt thẳng vậy vẫn sao hết à. Tại vì cục nóng để ngoài, chị mua chị giấu được. Trời ơi, nó nghe cái mùi bụi. Nó nghe cái mùi bụi. Úi. À, tưởng là có gà. Sẵn là đã chụp ra giữa cái tường mình luôn nè. Công đôi ba chuyện. Năm Tết vệ sinh có một lần à. Hỏi miễn Tết chứ là em với ông xã em là ra ngoài công công. Có ông xã gần nhà ông về chạy đi mua chứ không thôi biết làm sao. Gán đi rồi em mua vé số một cái rồi em trúng số cái em gắn thêm cái máy lạnh dưới đất nữa ha anh. Ha anh yêu. Nếu mà muốn thay trong đó thì mình phải gỡ cục nóng ra mới thay được ha anh. Sợi tạm thì chắc được sao rồi phải nó thay rồi. Mấy cái dây đồng mà nó mắc lắm đó mọi người, một thước là 150.000 thước á. Bây giờ không biết giá nhiêu anh ha. Dây đồng gắn máy lạnh nè. Cũng 100 mấy 200. 100 mấy gần 200 luôn hả? Ừ. Em nhớ hồi năm trước là mấy năm trước là có 130, 140 vậy. 170, 180 gì vậy? Nay 170, 180. Dữ chưa?
giờ cái gì cũng lên chứ. Có kiểm tra ga không anh? Anh coi cái ga nó là sao? Nó không bình thường phải không? Vậy thôi. Nếu mà anh thấy có gì thiếu ga hay gì thì anh coi anh kiểm tra em, còn nếu bình thường không nha. Nhưng mà thiếu nó không làm được gì. À vậy hả? Thiếu ga là nó yếu lạnh hay sao? Đúng, nó yếu lạnh. Vậy nó có triệu chứng gì nữa? Chứng là đóng tuyết đó. Đóng tuyết hả? Ừ. À con này nó không có đóng tuyết. Đóng tuyết là đóng ngay chỗ cái mặt này hay sao anh? Đóng trong cái ống đồng á, em dở ga nó. Trong ống đồng này hả? Đúng rồi. Anh phải kiểm tra, anh phải gỡ ra mới thấy được. Còn nếu mình thấy mát lạnh vậy thì bình thường, không có ga nó còn bình thường, nó không có hao hụt. Bao lâu là mới hết ga, hay là nó yếu ga, hay là nó sao? Bấm bao lâu anh? Ga thì nó không có hết, nhưng mà nó sẽ heo, nó sẽ hụt dần theo máy, như là mình già đi. À, mình xài lâu thì nó tổn, thì nó sẽ hụt dần, mình sẽ bòi vô phải không? Chắc tầm nửa năm mình rửa máy lạnh lần, mình kiểm tra gan lần. Không có bòi được. Cái đó mình không hiểu, không thấy gà mình nói chuyện mắc cười ha. Sáng mấy ngày xưa rồi. Em cứ nghĩ là ga là giống như là mình nó chạy liên quan. À vậy hả? Em nghĩ là hết ga mình châm ga vô, giống như là chạy xe mà đổ xăng vậy. Vậy. Giống vậy hả? Nhưng mà cái máy này là nó châm vô thì cũng giống như đổ xăng đó, nhưng mà nó ngày nó cũng hết. Nó là chạy tuần hoàn luôn. Ừ. Tuần hoàn, nhưng mà nó chỉ yếu, mình chỉ bổ sung thêm thôi phải không? Yếu thì mình vệ sinh thôi. Giờ xong rồi đó. Chưa biết ra là cái đường ống chỉ vấn đề đó. Máy chỉ vấn đề nó yếu. Chắc xài, nếu mà yếu ra chắc xài chắc cả chục năm hả? Dạ. Đó nha. Hình như tủ lạnh cũng vậy phải không anh? Ơi, em chùm cái đồ lau chung lên cái tivi ghê quá cả nhà. Không cảm nha, hồi nãy giỏi quá cả nhà ơi. Mình đã giỏi quá cho nên là lấy cái đó chùm luôn. Cũng thanh niên nữa mới lạnh, trẻ tuổi mới 22 tuổi. Có ghệ rồi. Có người yêu rồi nha mọi người. Nói vậy chứ nhỏ tuổi hơn Ngân nhiều. Ngân như vậy cũng 3 mấy mà nó có 22 à. Kêu anh thực sự thôi, chứ nếu mà đáng tuổi em cũng là nhỏ hơn Vinh đó, mười quá trẻ quá nhỏ. Không có đóng cửa lại, nhưng mà mình đứng ở đây mình cảm giác nghe mát. Nói vậy là không có hết ga, không có hao ga ở gì đó, kiểu mình nói gì nôm na vậy á. Ở trong nhà mình nói không chính xác được. Cái này đóng cửa là chùm mền á. thật ra thì mình mở máy lạnh mình chùm mền mình cũng được nữa, chứ chứ còn nếu mà nói họ không mở máy lạnh mà không chùm mền mình chịu không nổi nóng. Chụp tấm ảnh thumbnail leo cho mọi người. Anh rửa máy lạnh anh mắc cỡ lắm, nhưng mà nhờ anh đứng lại chụp với Ngân tấm ảnh rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Tiền của con mà Su lấy tiền lao động chân chính của Su trả tiền rửa máy lạnh sao vậy? Không chịu à? Trời. Dễ. Ở kìa cái thùng đồ của Su, thùng tiền của Su. Em gửi anh. Còn cái thằng này bây giờ nó ngồi nó cạo me, nó ăn me nè mọi người. Ăn chùm ăn chua luôn á. Me là me non nha. Nó chua rồi ngang ngửa với khế tàu luôn á. Muốn hơn khế tàu luôn á. Sao cạo chi vậy anh? Trời ơi, chảy nước miếng. Nhiễu nhão. Úi trời. Vậy làm con chuyện đồ nằm hoài. Dọn phòng không? Được rồi. Anh, làm con chuyện đồ. Ghê vậy. Vậy làm gì? Ba đang chơi game, đừng làm phèn, đừng để ba nóng. Để ba nóng. Ba thua game này là ba đập liền á. Đập, ngon đập đi. Em đang cầm cái cây nè cưng. Ngon đập. Thử cái biết liền. Cái game gì nóng. Để ba nóng. Mình để bố nóng. Mình để bố nóng. Đi đâu chơi anh? Anh yêu. Mình để bố nóng. Anh yêu. Đâu chơi. Anh yêu. Từ. Vô trận rồi là bắt đầu, mà nào nấy căng thẳng, căng dây tinh. Trả tiền anh gửi máy lạnh rồi.
180.000 cả nhà ơi. Mà không phải có gì đấy thêm ga không? Anh nói đâu phải là nói thêm ga là thêm, anh nói là lâu lắm, mấy năm, 5-6 năm, có khi cả chục năm lận mà nó có hả? Mà nó có cái hội chứng gì mình mới thay ga ở vô ga, tức là nó bị đóng tuyết hay là nó bị giảm độ lạnh. Còn máy lạnh mình nó vẫn lạnh bình thường thì không cần. Mát giờ còn đang mở, tại nó anh nói khởi động 15 phút đi rồi tắt. Là 180.000 không có phát sinh ga gì nữa. Ngân gọi dịch vụ của điện máy xanh đó mọi người. Mình vô thẳng trực tiếp vô trong trung tâm điện máy xanh luôn, rồi mình vô đó mình hỏi người ta. Mời nhìn nè. Tới. Rồi. Đừng đưa để cho mẹ đổi lại cho mẹ đi con, để mẹ đi chợ. Đây cho mẹ. Đổi cho mẹ đi, mẹ đưa 20 khác. Ủa ba đưa 20 khác đi, cái này của mẹ đó mà. Mẹ mình lấy lại miếng rồi anh yêu thêm. Vậy mới là cả nhà nha. Thì rồi tắm gọi cái gì vậy, em đang nói cái gì tắm gọi. Bye bye cả nhà nha, quay cái video cho cả nhà xem cho vui. Thì ở nhà Ngân sinh hoạt sao thì Ngân quay vậy đó, như cuối tuần rồi vợ chồng đi chơi Ngân cũng quay, rồi ở nhà làm gì, ăn uống gì hay chơi gì hay là dọn dẹp gì Ngân cũng quay cho cả nhà xem chút nha. Như là Ngân quay cuộc sống hàng ngày của mình vậy đó, mỗi ngày gặp chuyện gì cái Ngân quay lên rồi đó. Bye bye. Nó tay cầm tiền để đi rửa tay, cầm tiền dơ đó. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha cả nhà. Bye bye. Em đang ngồi lên cái đùi của anh yêu nữa chứ không phải trên ghế. Khỏi không anh? Thấy em có nặng không? Không, nặng không? Hồi nó gãy chân. Đây tôi nói chuyện thấy đi càng nhắc là hiểu rồi đó. Đi nặng. Vậy? Gãy ghế luôn. Ghế cũng ghê phải không? Tao làm tao nặng dữ mày, tao có mấy chục ký, bốn mấy ký. Tao vậy tao còn nhẹ hơn xung. Mẹ không nặng ký con, mẹ cũng tị. Lấy tự nhiên khen tị thôi xung hả? Lấy nỗi đau của người ta làm cho đùa. Làm cho cười, xung hả? Lấy nỗi đau là cho cười, dễ thương. Chịu nhà, không có em gì không? Nào, mà mạnh ai nếp ơi nha. Giờ mẹ ăn me mày đó, nó chịu là mẹ ăn me tụi con gì, đi. Cái gì mà mạnh ai nếp ơi? Mạnh ai nếp ơi á, hai mẹ con mình có đồ ăn rồi, có cơm, thịt kho rồi, hay ba tự ăn, Út tự ăn, cứ vô bếp hoài nấu khỏi đi luôn.